Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Ngoại ngay trở lại. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một trong những trận derby hấp dẫn nhất vào thời điểm hiện tại, trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mời tới trường quay ba khách mời, trong đó có hai khách mời cực kỳ quen thuộc: nhà báo Minh Việt, chuyên gia đến từ bóng đá, diễn viên Minh Tít, một fan của Arsenal, và người còn lại fan của Tottenham Hotspur, bạn Trịnh Long. Trịnh Long, bạn có thể giới thiệu qua về mình để cho các khách mời và các khán giả biết rõ hơn về bạn. Vâng, em chào các anh ạ. Xin được kính chào các bạn khán giả thân mến đang theo dõi truyền hình trên sóng Ka Cộng. Tôi là Trịnh Long, hiện tại đang ở Hà Nội và là fan của Tottenham Hotspur từ giai đoạn 2012, 2013 và tất nhiên rồi là một thành viên của hội cổ động viên Tottenham Hotspur Việt Nam tại Hà Nội. Thật sự rất là tuyệt vời khi được trở lại cùng với cả ngoại anh em này ạ. Vâng, nhìn trang phục của anh Minh Tít và bạn Trịnh Long thì có thể thấy là hai anh chính là những fan cứng của hai đội bóng này. Và để bắt đầu chương trình này thì chúng tôi có một phần đố vui nho nhỏ dành cho hai fan cứng. Bắt đầu và anh Minh Tít với câu hỏi đầu tiên. Hãy kể tên tiền đạo người Togo từng chơi cho cả Arsenal và Tottenham Hotspur. Chơi cho cả Tottenham và Arsenal. Vâng. Tiền đạo người Togo. Togo. Một tiền đạo đến từ châu Phi. Kanu nhỉ? Kanu là cái Kanu là Niger. Chính xác. Vâng, anh có thêm 10 giây để có thể đưa ra câu trả lời. Ai cũng nhớ nhỉ? Anh Minh Việt có thể trợ giúp cho anh Minh Tít, tiền đạo người Togo. Trong trí nhớ của anh thì là Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor, tiền đạo người Togo, được khoác áo Arsenal, Man City, Real Madrid và sau đó còn khoác áo cả Tottenham Hotspur nữa. Vâng, ở câu hỏi đầu tiên thì anh Minh Tít đã không trả lời được. Chúng tôi đến với câu hỏi thứ hai dành cho anh Minh Tít. Vâng, ở mùa giải tới đây thì Alexander Zinchenko sẽ mang áo số mấy? Số 17. Vâng, chính xác, đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Zinchenko có chia sẻ là mùa giải tới thì anh mặc áo số 17 vì đây là số áo mà anh đã mặc hồi còn trẻ và cũng là số áo mà anh đã mặc tại đội tuyển quốc gia. Vâng, trong hai câu hỏi dành cho anh Minh Tít thì anh đã trả lời đúng một câu và bây giờ thì chúng ta đến với câu hỏi của bạn Trịnh Long. Vâng. Fan trẻ thôi. Cristiano Romero, trung vệ của Tottenham Hotspur đang mang áo số mấy? Ở thời điểm hiện tại thì nếu nhớ không nhầm thì Romero đang mặc số áo 17 ạ. Vâng, chính xác. Vâng, số áo 17, Romero. Và câu hỏi thứ hai cho Trịnh Long. Một trung vệ người Anh từng khoác áo câu lạc bộ Tottenham và khoác áo câu lạc bộ Arsenal, anh ta chuyển từ Tottenham tới Arsenal. Trung vệ người Anh đúng không ạ? Trung vệ người Anh khoác áo Tottenham sau đó chuyển qua Arsenal. Vâng. Và anh ta được gọi là một trong những Judas cực kỳ nổi tiếng, chuyển từ Tottenham sang Arsenal. Nếu như mà em không nhầm thì có phải là William Gala không ạ? William Gala là người Pháp. Vâng, đúng rồi. Có lẽ là câu hỏi này. Anh Minh Việt, anh có câu trả lời nào không giúp bạn Trịnh Long không? Trong trí nhớ của anh thì khả năng là Sol Campbell. Vâng, chính xác, đó là Sol Campbell. Vâng, như vậy là khi mà chúng ta đưa ra những câu hỏi thử thách, anh Minh Tít và bạn Trịnh Long thì người chiến thắng là nhà báo Minh Việt với gạo cội. Đại khách. Không, thực ra những câu hỏi mà liên quan tới số thì tôi sẽ không thể nhớ bằng các bạn đâu. Thí dụ những câu hỏi Zinchenko số bao nhiêu với Romero số bao nhiêu sẽ không nhớ. Nhưng mà hôm nay may mắn thì Thông lại đưa ra hai câu hỏi ngoại trong cái trí nhớ của mình, cũng may thôi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng đến với chủ đề đầu tiên ở trong chương trình ngày hôm nay, một chủ đề liên quan tới câu lạc bộ Arsenal. Arsenal đã về nhì ở hai mùa giải liên tiếp, họ bám đuổi Man City tới những vòng đấu cuối cùng nhưng sau đó thì không thể giành được ngôi vô địch. Và nhiều quan điểm cho rằng ở mùa giải tới đây thì Arsenal họ sẽ hụt hơi và không thể cạnh tranh được chức vô địch cùng với những đội bóng hàng đầu nữa. Anh Minh Tiết nghĩ sao về quan điểm này? Tôi thì tôi nghĩ là cái việc mà đua vô địch thì nó là điều mà tính đến thời điểm này thì tôi thấy là Arsenal rất là tự tin. Còn vô địch hay không thì nó là chuyện khác nhé. Thế nhưng mà cái việc mà đua vô địch thì Arsenal luôn luôn sẽ là một trong những cái đội bóng hàng đầu của nước Anh để có thể cạnh tranh được với cả Man City. Vâng, vậy thì hỏi kỹ hơn một chút đi. Anh có tin rằng là Arsenal không thể vô địch ở mùa giải năm nay hay không? Anh đồng ý hay không đồng ý? Tôi không đồng ý. Anh không đồng ý, vâng. Anh ấy đưa ra những luận điểm để có thể bảo vệ quan điểm của mình. Năm nay thì tính đến thời điểm này thì Arsenal đã có những cái sự thay đổi. Vâng. Đặc biệt là ví dụ như năm ngoái chúng ta xem, chúng ta thấy là Arsenal là một trong những là đội bóng có cái số bàn thua ít nhất. Thế tất nhiên là cái điều đó thì nó mới chỉ là một cái bước tiến bộ thôi. Chứ còn chưa, nó chưa mang lại, nó chỉ là bước hiệu quả thôi, chưa mang lại được cái thành tích mong muốn. Thế nhưng mà năm nay lại có thêm
được cái sự phục vụ của Raffiari thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là Anteta sẽ có được một cái hàng thủ hoàn hảo hơn. Cái sự bổ sung đấy thì trước khi mà cái việc nghĩ đến cái việc mà tấn công là có ghi được bàn hay không, mà hơn nữa thì Arsenal là một trong những cái đội mà tất cả các vị trí đều có thể ghi được bàn, thì đấy là cái điều thì cái việc mà củng cố ở cái hàng thủ là cái điều mà tôi nghĩ là rất là cần thiết. Thì cái điều đấy là cái điều mà làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn so với cái đội hình của năm ngoái. Vâng, anh Minh Tít đã đưa ra quan điểm là Arsenal họ đã gia cố được hàng thủ với bản hợp đồng Calafiori và từ đó giúp cho huấn luyện viên Mikel Arteta có được nền tảng vững chắc hơn ở tuyến dưới và giúp cho Arsenal có thể vô địch ở mùa giải tới đây. Còn bạn Trịnh Long, bạn nghĩ như thế nào? Arsenal có thể vô địch hay không? Tất nhiên là không thể vô địch được rồi. Đùa vui thì là như vậy, bởi vì đây là trận derby. Rõ ràng là bản thân em sẽ không thể nào có thể ủng hộ Arsenal được. Nhưng mà trên thực tế thì theo cá nhân em nghĩ rằng để mà nói thì Arsenal họ đứng ở một cái tâm thế là gần như lúc nào ở cuối mùa giải cũng có một chút gì đấy hụt hơi. Em không hình dung được là từ đâu, từ câu chuyện là từ huấn luyện viên, cầu thủ, từ phòng thay đồ hay là bất cứ một câu chuyện gì đó. Nhưng họ luôn biết cách để hụt hơi rất là đúng lúc. Và họ để cho các đối thủ khác vươn lên dẫn trước ở một khoảng thời điểm thực sự rất là nhạy cảm. Em nhớ không nhầm thì là 2 lần rồi, đúng không ạ? 2 lần rồi và sẽ có lần thứ 3 thôi ạ. Vâng, bạn Trịnh Long cho rằng là Arsenal sẽ hụt hơi khi mà Arsenal mới chỉ bổ sung thêm Calafiori, thì tôi cũng hơi lo lắng một chút ở hàng công khi mà mùa giải năm ngoái thì chúng ta thấy rằng là có nhiều thời điểm Jesus gặp chấn thương và Arsenal chỉ có một mình Kai Havertz mà thôi, và Kai Havertz cũng có những thời điểm đánh mất phong độ của mình, anh ta chỉ chơi hay vào cái khoảng cuối mùa giải mà thôi. Và trong cái thời điểm Havertz chơi không tốt thì Arsenal đã có những trận đấu chơi không tốt trước West Ham hay Fulham. Thì vậy như Trịnh Long đã chia sẻ thì liệu rằng cái vấn đề lực lượng và đặc biệt là ở trên hàng công thì có khiến cho Arsenal bị hụt hơi không? Anh Minh Tích có lo không? Tôi chia sẻ cái điều này từ mùa giải năm kia rồi mùa giải năm ngoái cho đến bây giờ tôi vẫn chia sẻ một cái điều là tôi rất muốn là Arsenal mang về cho mình một cầu thủ nào đấy ở hàng công, đặc biệt là vị trí tiền đạo, thì đấy là cái điều mà tôi rất là muốn và tôi rất là chờ đợi. Thì năm ngoái có thêm Kai Havertz thì cũng có một cái chút nào đó cải thiện hơn, hỗ trợ hơn cho Jesus. Tuy nhiên thì năm nay tôi nghĩ là cũng chưa dừng lại đâu. Tôi nghĩ năm nay là Arsenal cũng chưa dừng lại đâu, cũng đang nhắm đến một số đối tượng. Thế nhưng mà cũng chưa biết được là cái việc đấy là có thành công hay không. Vâng, và một trong những bản đầu mà Arsenal đang nhắm tới là Alexander Isak đến từ Newcastle. Nhưng nếu như Arsenal không đưa về thêm một số 9 nữa thì anh Minh Tiết có tự tin là Arsenal sẽ vô địch hay không? Tôi vẫn tự tin, bởi vì là năm ngoái như các bạn thấy đấy, mặc dù là với cái đội hình như thế, đúng không ạ, Arsenal chỉ cách cái chức vô địch một chút thôi. Vâng. Đúng không ạ? Cái việc mà Arsenal không vô địch được ở năm ngoái không phải là vì Arsenal không giỏi, mà là vì Man City quá giỏi. Đó, thì cái đó là cái điều mà rất là đáng tiếc. Và cái việc mà Arsenal thực sự là cũng không thua kém gì cái khoảng cách quá nhiều so với cả Man City. Thì tôi thấy là cái việc mà Arsenal năm nay so với cái đội hình năm ngoái đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Thì cái việc mà vô địch nó sẽ, khả năng nó sẽ cao hơn là năm ngoái. Vâng, anh Minh Tít đúng là một fan trung thành của Arsenal. Anh ấy liên tục bảo vệ quan điểm là Arsenal có thể vô địch. Trong khi đó thì bạn Trịnh Long đưa ra ý kiến là pháo thủ không thể vô địch ở mùa giải tới đây. Anh Minh Việt, vâng, lúc này vai trò chuyên gia của anh Minh Việt. Anh Minh Việt nhận định như thế nào về cái quan điểm này? Nếu mà tôi là anh Minh Tít thì tôi cũng sẽ tự tin hơn là Long rất là nhiều trong cái cuộc đua vô địch giữa hai đội bóng ngày năm nay. Tại vì chúng ta đều thấy rằng Arsenal ở mùa giải trước thì như Minh Tít đã nói họ không vô địch tại vì không phải họ không hay mà là vì Man City quá hay thôi. Để chúng ta đều biết rằng là cái giai đoạn lượt về của mùa giải trước thì Man City gần như là họ toàn thắng, họ chỉ có một cái trận hòa với Arsenal thôi, còn họ toàn thắng trong cái phần còn lại của mùa giải. Arsenal có một cái chuỗi phong độ cao như vậy, anh Nguyễn Thông của đội viên của Arsenal đúng không? Anh cũng lạ gì nữa. Thế nên năm ngoái thì Arsenal tiếc cho họ tại vì Man City quá hay thôi. Và chúng ta đều biết một điều là cái đội hình của Arsenal bây giờ ấy thì là cái đội hình, cái độ tuổi trung bình, chúng ta đều biết rằng họ mới chỉ có hơn 25 tuổi, độ tuổi trung bình của Arsenal ấy. Thì đây là một cái độ tuổi trung bình trẻ thứ hai ở giải Ngoại hạng Anh, mùa trước là Chelsea. Nhưng mà sau đó thì là một đội bóng nữa và sau đó đến Arsenal, nhưng năm nay thì Arsenal ra đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai ở Ngoại hạng Anh. Và một cái đội hình trẻ trung như vậy có rất nhiều tiềm năng và đã trải qua những cái cuộc đua xít sao và gắt gao như vậy ở mùa giải trước, thì đồng nghĩa việc là cái tôi luyện về bản lĩnh, tôi luyện thêm về cái sự chịu đựng cũng như là tôi luyện thêm về
cái sự rắn giỏi và những cái sự va đập trong cái đoạn cuối mùa là cái điều mà Arsenal đã được rèn luyện trong hai mùa bóng liên tiếp rồi, chứ không phải mỗi mùa trước nữa cũng vậy. Thế thì một đùi như vậy thì không có lý do gì để mà không tin tưởng vào họ năm nay sẽ làm một ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch. Và một thêm điều nữa, chúng ta nhìn vào tất cả mọi thứ của Arsenal sau 5 năm với Mikel Arteta thì đều là những cái sự tiến bộ rất là rõ rệt. Mình tích còn nhớ là cái tỷ lệ chiến thắng của Arsenal trong cái mùa giải đầu tiên của Mikel Arteta là mùa 2019-2020 ấy, thì cái tỷ lệ chiến thắng nó chỉ khoảng 43% thôi. Nhưng mà tỷ lệ chiến thắng của Arsenal mùa trước lên 73%, con số rất là khác biệt. Và cái điểm số trung bình của Arsenal trong cái mùa giải đầu tiên của Arteta là 1,6 điểm một trận, nhưng mùa trước là 2,3 điểm một trận. Có nghĩa là mọi cái sự tiến bộ chúng ta đang nhìn thấy ở Mikel Arteta. Và trong quan điểm cá nhân của tôi thì một đội bóng đang được bổ sung thêm, được tôi luyện thêm về bản lĩnh, về sự dày dặn, về sự rắn giỏi, thì một đội bóng đó tôi nghĩ rằng là nếu mà đặt giữa cán cân giữa hai bạn thì tôi sẽ nghiêng rất nhiều về Arsenal trong cuộc đua vô địch năm nay. Vâng, đó là những chia sẻ rất hay của diễn viên Minh Tít, bạn Trịnh Long và nhà báo Minh Việt về câu lạc bộ Arsenal. Họ hoàn toàn có thể đủ sức để đua vô địch ở mùa giải tới đây. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với phần 2 của chương trình. Chào mừng quý vị đến với Ngoan Anh trở lại phần 2 trong số này. Và để bắt đầu phần 2 thì tôi lại đưa ra những thử thách cho diễn viên Minh Tít cũng như là bạn Trịnh Long. Vâng, diễn viên Minh Tít, một fan của Arsenal, anh có thể mô phỏng một cách ăn mừng nổi tiếng của một cầu thủ trong đội hình của Arsenal vào thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại? Vâng, đúng rồi. Kai Havertz. Chính xác. Vâng, vậy thì cách ăn mừng này của anh Minh Tít nhỉ? Leo Trossard. Vâng, chính xác. Thế còn như thế này? Ai nhỉ? Vâng, một tiền đạo người Brazil. Jesus đúng không? Vâng, Gabriel Jesus. Và cách ăn mừng này người ta hay liên tưởng tới là nếu bạn muốn ghi bàn thì hãy gọi cho tôi là Gabriel Jesus đến từ Brazil. Vâng, Jesus Minh Tít đã vượt qua thử thách một cách khá đơn giản. Còn Trinh Long, bạn có thể mô phỏng một cách ăn mừng của một cầu thủ Tottenham Hotspur vào thời điểm này. Vâng, chắc chắn là một cái phong cách ăn mừng mà em cũng rất là thích trong cái giai đoạn vừa qua. Vâng, một cầu thủ cũng mới đến Tottenham thôi ạ, đó chính là điệu ăn mừng của Richarlison. Richarlison, vâng. Thế còn điệu ăn mừng này là của ai nhỉ? Không ai khác ngoài Son Heung-min ạ. Vâng. Và chứng tỏ là anh Minh Tít cũng như bạn Trịnh Long theo dõi Arsenal và Tottenham Hotspur rất kỹ và nhớ được tất cả những điều ăn mừng của các cầu thủ của cả hai đội bóng này. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chủ đề chính ở phần này. Arne Postecoglou, huấn luyện viên của Spurs ở mùa giải năm ngoái, ông ta đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Ông ta là huấn luyện viên người Úc đầu tiên đến với giải bóng đá Ngoại hạng Anh, và sau đó thì ông ta đã có 3 tháng liên tiếp đạt được danh hiệu huấn luyện viên hay nhất tháng. Nhưng sau đó thì Spurs đã sa sút, và cuối mùa giải thì Spurs của Arne Postecoglou đã không thể khép lại ở vị trí trong top 4 để giành tấm vé tham dự Champions League ở mùa giải tới. Vậy thì có quan điểm cho rằng ở mùa giải tới đây sẽ là một mùa giải mà Arne Postecoglou cùng với Spurs sẽ bị sụp đổ. Bạn Trịnh Long nghĩ như thế nào về quan điểm này? Thật sự rằng là cũng có không ít những các bài báo, các trang tin tức nói rằng là thầy Ang sẽ gặp cái vấn đề giống như các vị huấn luyện viên trước đây của Tottenham Hotspur, khi mà chỉ có thể ở lại Spurs được giai đoạn khoảng tầm 1 năm cho tới 1 năm rưỡi gì đó, sau đó thì sẽ tự thoái trào đi. Do có thể là cái sự giao tiếp giữa huấn luyện viên và cầu thủ trong phòng thay đồ gặp trục trặc, hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì đó khiến cho cái lối chơi nó bị sa sút đi, mà Tottenham chỉ hay trong cỡ khoảng tầm 2 cho tới 3 tháng đầu thôi. Và đã rất nhiều lần như thế rồi, chứ không chỉ đơn thuần là Arne Postecoglou. Tức là bạn đồng ý rằng là ở mùa giải tới đây Arne Postecoglou cùng với Tottenham Hotspur sẽ bị sụp đổ? Dạ không, chắc chắn là không phải như vậy rồi ạ. Em muốn nói rằng là đang có rất nhiều những cái trang thông tin như vậy. Vâng. Nhưng em tin rằng là chủ tịch Daniel Levy đang khá là quyết tâm trong việc rebuild lại, xây lại một đội hình của Tottenham, giống như cách mà Daniel Levy ông ấy đã tin tưởng Mauricio Pochettino. 5 năm là một cái giai đoạn mà em nghĩ rằng là bất cứ đội bóng nào cũng sẽ phải trải qua, giống như là Liverpool đã trao niềm tin cho thầy Jurgen Klopp, Arsenal đang trao niềm tin cho Mikel Arteta, và bây giờ là tới lượt Tottenham đang trao niềm tin cho Arne Postecoglou. Nhưng mà tôi thấy hơi lo một chút, xin phép anh Minh Tít và anh Minh Việt, vâng, tôi muốn trao đổi thêm với Trịnh Long một chút. Trịnh Long nói là Arne Postecoglou sẽ có cơ hội trong 5 năm tới, nhưng mà hai huấn luyện viên gần đây nhất của Spurs đều là những người rất nổi tiếng và cực kỳ cá tính là Antonio Conte và Mourinho, thì họ chỉ tại vì được 2 năm thôi, và tới mùa giải thứ 2 họ thất bại và sau đó thì họ cũng phải rời đi. Thì liệu rằng có những cái
domino hiệu ứng và khiến cho Ange Postecoglou cũng sẽ nối gót hai người nổi tiếng kia không? Vâng, em hoàn toàn hiểu cái ý kiến đấy của anh. Có thể thấy rằng là thực tế thì em cũng rất là thích Antonio Conte. Thật sự rất là thích cái lối chơi mà Antonio Conte đã mang tới cho Tottenham. Và ở thời điểm hiện tại thì cái lối chơi của Ange Postecoglou cũng tương tự là như vậy. Thì cái câu chuyện nó sẽ chỉ nằm ở vấn đề là niềm tin thôi. Daniel Levy sẽ trao bao nhiêu quyền cho huấn luyện viên Ange Postecoglou để thầy Ange có thể thoải mái làm việc ở trên bàn đàm phán, ở trên thị trường chuyển nhượng, để đưa các cầu thủ đi theo lối chơi của ông ấy, để cho Daniel có những cái gật đầu đồng ý rằng là sẽ mua những cầu thủ theo ý của huấn luyện viên. Thì nó chỉ là vấn đề niềm tin thôi. Và cái câu chuyện em không nghĩ rằng nó là do huấn luyện viên, mà các cầu thủ họ đang có một chút những trục trặc trong cái tâm lý của mình. Họ không kết nối được với cả vị thuyền trưởng. Em nghĩ là như vậy. Mặc dù trục trặc nhưng mà bạn vẫn nghĩ là ở mùa giải năm nay Tottenham Hotspur sẽ có một vị thế tốt, một kết quả tốt, không bị sụp đổ khi cùng với Ange Postecoglou? Vâng, chắc chắn là như vậy. Và ý em muốn nói ở đây là cái vị thế tốt ấy là đứng trên Arsenal. Vâng ạ. Thì anh Minh Tít nghĩ như thế nào về chủ đề này? Hotspur liệu có bị sụp đổ với Ange Postecoglou ở mùa giải thứ hai của ông ấy hay không? Thật ra là bật mí với mọi người một việc, một điều là Tottenham là một trong những đội bóng mà thật ra là Minh Tít không phải là fan của Tottenham, nhưng Minh Tít cảm thấy rất là nể phục từ khi mà, nhất là mùa giải năm ngoái, cái lối đá của Tottenham ở cái nửa đầu mùa giải đấy là một cái điều mà làm cho Minh Tít rất là bất ngờ và xem rất là thích nữa, bởi vì là cái lối đá đấy Minh Tít cảm nhận như là họ có một cái lối đá rất là máu lửa, cái tinh thần của họ rất là lúc nào họ cũng phơi phới. Chính vì vậy mà có phần ở mùa giải năm ngoái mình thì cảm thấy e ngại với cả Tottenham. Thế nhưng mà tất nhiên là về sau, cái giai đoạn về sau thì họ càng về sau họ càng không có động lực nữa rồi. Khi mà Aston Villa xếp trên, họ đã bỏ xa rồi, thì lúc đấy là không có động lực nữa, thì thành ra là Tottenham cũng không có động lực để mà đá. Thì, còn với cá nhân Minh Tít ở mùa giải năm nay, nếu như mà Tottenham mà không có thêm cái sự thay đổi về nhân sự thì Minh Tít cũng sẽ nghĩ là họ chỉ dừng lại ở cái mức như là năm ngoái thôi. Và có vé tham dự Champions League. Đúng rồi. Cái việc mà có vé tham dự Champions League thì cũng rất là khó với họ. Đặc biệt là nếu như họ không có được một cái sự thay đổi nào đó về nhân sự. Tức là anh Minh Tít đang nghĩ là trình của Ange Postecoglou cũng chỉ đến thế thôi. Đúng rồi. cũng chỉ ở cái mức độ đấy thôi. Thế nhưng mà họ sẽ làm những cái nhân tố khó khăn để cản bước những cái đội mà tranh chức vô địch, ví dụ như là Arsenal. Vâng, như vậy là theo anh Minh Tít, nếu như mà Spurs không có sự thay đổi thì họ sẽ cán đích ở ngoài top 4. Vâng, anh Minh Việt, anh nghĩ như thế nào đây? Đây là một cái chủ đề khá là hay khi mà anh Thông anh đặt ra một câu hỏi là Postecoglou có đi theo cái bước chân của Jose Mourinho hay Antonio Conte, là những người mà luôn luôn bị sa thải ở mùa giải thứ hai Tottenham hay không? Thì để trả lời được câu hỏi này thì nó cũng khá là dài. Trước khi vào trường quay thì bộ phận hậu kỳ có nói với tôi là hôm nay sẽ nhường sân khấu cho hai fan của hai đội, nhưng mà tôi xin phép cái này tôi nói dài một chút thì chúng ta hiểu được gốc rễ của vấn đề. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng là Postecoglou sẽ không đi vào cái vết xe đổ của Conte và Mourinho. Vì sao? Thứ nhất là ở cái mùa giải của Tottenham với Mourinho ấy, thì cái vấn đề mà khiến Mourinho bị sa thải ngay trước thềm cái trận chung kết cúp liên đoàn với Man City chỉ có một tuần thôi trước khi mà đá chung kết cúp liên đoàn với Man City thì Mourinho bị sa thải. Rất nhiều đặt ra một câu hỏi tại sao lại sa thải một huấn luyện viên mà chuyên gia giành những danh hiệu trước một cái trận chung kết quan trọng như vậy. Tại vì là ở cái thời điểm đó thì Mourinho ở Tottenham là Mourinho gần như là đổ vỡ toàn bộ những cái mối quan hệ với học trò rồi. Ông chỉ trích cầu thủ rất là nhiều và điều đó tạo ra một cái bầu không khí độc hại trong cái phòng thay đồ của Tottenham. Và với một cái đội bóng như Tottenham ấy thì đây là điều không nên. Có nghĩa là mọi cái sự quan hệ với các học trò đều bị đổ vỡ. Và ở một cái giai đoạn mà cũng cái giai đoạn tháng 4 đó thì khi mà Tottenham công bố họ là một trong những đội câu lạc bộ tham dự cái dự án Super League của Real Madrid khởi xướng ấy, thì Mourinho lại là người mà công khai phản đối cái dự án đó. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân nữa khiến cho cái sự liên kết giữa Mourinho và Tottenham gần như sụp đổ hoàn toàn. Thế nên có nghĩa là cái vấn đề đầu tiên của Mourinho và Tottenham là cái thái độ làm việc.
một cái thái độ làm việc và cái quan hệ cực xấu với các học trò giai đoạn cuối. Cái điều này cũng xảy ra tương tự với thời Conte. Chúng ta đều biết rằng là Conte trong cái mùa giải đầu tiên dẫn dắt Tottenham thì Conte cũng đưa đội bóng này giành vé dự vòng bảng Champions League, đó là thành công. Nhưng mà sang tới mùa thứ hai thì chúng ta đều biết rằng là Conte là một người rất cá tính, cũng kiểu như Mourinho. Thì Conte cũng lại nói một câu chuyện là công khai chỉ trích cái văn hóa của Tottenham trên báo chí. Ông ấy nói rằng là đội bóng này không phải ngẫu nhiên mà 20 năm rồi không có một chức vô địch nào cả. Thì đấy là vấn đề câu lạc bộ. Và với một chủ tịch và với một ông chủ của Tottenham rắn mặt như Dan Levy, Levy là chủ tịch, thì chúng ta đều biết rằng cái việc, cái hành động công khai chỉ trích đội bóng trên truyền thông của Conte là điều không thể chấp nhận. Và cái sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa Conte và ban lãnh đạo Tottenham cũng là một nguyên nhân lớn khiến cho ông này bị sa thải. Nhưng chúng ta nhìn lại Postecoglou là một cái người mà chúng ta không thấy những cái sự va chạm giữa Postecoglou với ban lãnh đạo Tottenham, cũng không nhìn thấy những cái sự va chạm của Postecoglou với các cầu thủ của Tottenham ở thời điểm này. Đó, thì có nghĩa là đó là một cái được đầu tiên của Postecoglou để chúng ta so sánh với hai người tiền nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta đều biết rằng là cái bản chất Tottenham đội bóng theo đuổi thứ bóng đá tấn công. Nhưng Mourinho không phải là đội bóng làm một huấn luyện viên kiểu như vậy. Những cầu thủ mà của học trò của Mourinho sau khi ông này bị sa thải Tottenham ấy thì đã nói rằng là trong các buổi tập thì ông này ông chỉ hướng dẫn chúng tôi phòng ngự thôi, chứ chúng ta ông không hướng dẫn chúng tôi tấn công. Và những cái buổi tập nhàm chán như vậy khiến cho tâm lý họ xuống rất là nhiều. Mourinho là một đội bóng mà đi ngược lại với triết lý của Tottenham. Conte cũng là một huấn luyện viên mà đi ngược lại cái triết lý thi đấu của Tottenham. Nhưng Postecoglou thì với cái triết lý của ông, với những gì ông thể hiện trong mùa giải trước, thì chúng ta đều biết rằng là ông là đội bóng, là huấn luyện viên theo đuổi cái trường phái tấn công. Và cái điều này phù hợp với cái văn hóa, vừa phù hợp với cái thứ bóng đá mà ông Levy muốn tạo ra ở Tottenham. Thế có nghĩa ít nhất là ông Postecoglou là có hai cái thứ mà hơn so với hai người tiền nhiệm Mourinho và Conte. Thứ nhất là cái quan hệ với ban lãnh đạo nó mềm mỏng hơn, nó mềm mại hơn so với Mourinho và Conte. Và thứ hai là cái triết lý bóng đá mà ông tạo ra nó phù hợp với cái văn hóa bóng đá mà Tottenham muốn gây dựng. Thì hai điều đó đã là hơn rồi. Mà tất nhiên Postecoglou chúng ta thấy rằng là vẫn có rất nhiều những thứ cần phải cải thiện. Thí dụ cái thứ bóng đá như chúng ta hơi bảo thủ và một màu. Chính xác là thứ bóng đá một màu của Postecoglou có thể chỉ tấn công thôi, gần như không biết phòng ngự. Thì cái thứ bóng đá đó là cái điều mà ông cần phải thay đổi ở trong mùa giải năm nay. Chúng ta đều biết rằng là Arsenal là đội bóng trong những cái trận đấu quan trọng đá với Man City họ vẫn phải chơi phòng ngự thì họ mới thành công được. Nhưng Postecoglou với Tottenham thì tất cả những trận đấu với bất cứ đối thủ nào thì đều chơi từ bóng đá tấn công, thì nó hơi một màu và cái điều này chưa đủ để giúp ông có một cái sự thành công tiến sâu hơn ở ngoại hạng Anh. Thế nên đấy cũng là một cái thứ mà Postecoglou cần phải cải thiện trong mùa giải này. Vâng, sau khi mà nghe những chia sẻ của nhà báo Minh Việt thì bạn Trịnh Long có nghĩ là An Postecoglou ở mùa giải tới cũng cần phải có những thay đổi để giúp cho Spurs tiến bộ hơn? Dạ, thực chất thì em nghĩ rằng là thay đổi là điều không thể tránh khỏi được. Nhưng mà em nghĩ rằng là thầy Enger sẽ không thay đổi. Vì đó là cái tôi của bất cứ huấn luyện viên nào. Những gì mà anh đã chia sẻ về huấn luyện viên Conte, ông ấy là như vậy. Antonio Conte, ông ấy là như vậy. Ông sẽ thẳng thắn, ông ấy nói, ông ấy không ngại ngần bất cứ điều gì cả. Tôi có thể bị đuổi việc, nhưng tôi cần phải nói để cho các bạn biết mà thay đổi. Thì với cái triết lý mà Postecoglou đã mang đến thì ông ấy đã thành công rồi. Ông ấy nói rằng là tôi đã thành công ở một nơi và tôi khi mang đến một nơi khác, tôi sẽ thành công ở đó. Thì ông ấy đã kiếm được cái sự kiên nhẫn của Daniel Levy, em nghĩ là như vậy. Bởi vì Daniel Levy không kiếm một ngôi sao nữa, không phải là một Mourinho, không phải là một Antonio Conte hay là những ngôi sao lớn nữa, mà Daniel Levy đã tìm kiếm một vị huấn luyện viên bình thường thôi, không thực sự nổi bật. Ông ấy đã có danh hiệu trong tay mình và ông ấy có lối chơi mà người hâm mộ của Tottenham mong muốn. Được, sau khi mà nghe bạn Trịnh Long tiếp tục bảo vệ Postecoglou thì tôi nghĩ là bạn không phải là fan cứng nữa mà là fan rất cứng của Tottenham Hotspur. Và chúng ta đã trải qua hai chủ đề và cho tới thời điểm này thì nhà báo Minh Việt đang có đưa ra kết quả. Chủ đề đầu tiên thì anh ủng hộ anh Minh Tít với việc là Arsenal có thể vô địch, và chủ đề thứ hai thì anh ủng hộ bạn Trịnh Long là An Postecoglou có thể không bị sụp đổ ở mùa giải tới và có thể thi đấu tốt. Và ở mùa giải tới đây thì bây giờ chủ đề thứ ba, Bắc London sẽ màu gì? Anh Minh Tít. Có màu trắng, có thêm màu đỏ. Màu nào xếp trên? Màu đỏ diện tích nó sẽ chiếm nhiều hơn. Chắc chắn là màu trắng rồi ạ. Không thể có màu đỏ được. Nhưng mà em nghĩ được đó là như vậy, đúng không ạ? Trận derby Bắc London, màu trắng pha với màu đỏ, cả áo của pháo thủ và áo của gà trống đều như vậy. Đây là cái mối quan hệ mà chắc chắn là Arsenal và Tottenham không thể nào tránh khỏi được. Cái dứt điểm là không có màu xanh, đúng không? Vâng, anh Minh Việt, anh đang mặc trên mình, tôi thấy là màu trắng cũng khá nhiều đấy. Nhưng anh có nghĩ là Tottenham Hotspur có thể xếp trên Arsenal ở mùa giải tới không?
Trước kia thì thấy Mintit có vẻ là một cái kiểu như là tính cách mà sẽ hợp với những ông chủ của Arsenal, đúng không? Những mềm mại, mềm mỏng hơn. Còn Long thì cá tính, mạnh mẽ hơn. Kiểu Conte, Mourinho đấy. Chứ còn thực ra với câu hỏi của Thông thì cái này tôi nói ngay từ đầu rồi. Arsenal họ đang có rất nhiều những cái sự tiến bộ dưới thầy Arteta, và tôi nghĩ rằng cái mùa giải này họ không có lý do gì để không duy trì cái sự tiến bộ đó. Còn Tottenham thành thực mà nói thì họ vẫn thiếu nhiều thứ lắm. Họ vẫn thiếu nhiều thứ về mặt đấy, về mặt lối chơi như Long nói đấy. Nếu mà ông Postecoglou vẫn một màu như vậy thì cái việc mà xếp trên được Arsenal thực sự là điều rất là khó. Đừng quên một điều là Man City để thành công được ấy, thì Pep cũng phải thay đổi. Chứ còn Postecoglou nếu không thay đổi vẫn cứ đá cái thứ bóng đá xin lỗi cổ động viên Tottenham một chút, nhưng mà mang tính hơi phổi bò như vậy ấy, thì có lẽ trong quan điểm của tôi thì sẽ khó có thể xếp trên Arsenal trong mùa giải năm nay. Vâng, như vậy. Arsenal năm nay là hàng thủ là còn gia cố nhiều nữa đấy. Như vậy Tottenham tấn công bao nhiêu là Bắc London màu đỏ. Tottenham đã có được cái sự bổ sung hàng thủ rồi. Trong giai đoạn năm ngoái thì bọn em đã gặp những cái vấn đề về nhân sự, rất là tiếc khi mà không cạnh tranh được nhiều hơn nữa trong mùa giải thôi. Mà năm nay sẽ khác chắc chắn. Vâng, xin cảm ơn những câu chuyện rất hay của nhà báo Minh Việt, diễn viên Minh Tip và bạn Trịnh Long. Và Bắc London màu gì thì ngay ở những vòng đấu đầu tiên thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời. Ngay ở vòng đấu thứ tư thôi thì Tottenham Hotspur sẽ tiếp đón câu lạc bộ Arsenal vào ngày 15 tháng 9, và tất cả những trận đấu hấp dẫn của Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay và kể cả trận derby Bắc London nữa đều có trên sóng của truyền hình Ca Cộng. Kính mời tất cả quý vị và các bạn đón xem. Còn tới bây giờ thì thời lượng của chương trình Ngoại hạng Anh trở lại ngày hôm nay đến đây cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.